Vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở vào Nam Huy Edu. Và tiếp tục trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ làm một chương trình test hàng cho một bác khách hàng các bác nhé. Hiện tại thì em đang tiến hành test hàng cho anh Hà Anh Quang ở sông Lô Vĩnh Phúc các bác nhé. Đã tin tưởng bên Nam Huy và đặt cho mình một cục súp 150 Pro. Và hiện tại thì với mẫu súp này thì bên em gọi là súp quốc dân các bác nhé. Tại sao bên em gọi là súp quốc dân? Cái thứ nhất là bảo hành cao này. Và cái thứ hai là con này thì giá thành nó hợp lý các bác nhé. Và thứ ba thì con này chất lượng thanh quá tuyệt vời luôn các bác nhé. Và phụ kiện đi kèm theo thì gồm có một đầu vang này và một dây tín hiệu AV. Và tiếp theo là một cục súp rồi, đúng không ạ? Và dây nguồn thì tất cả những dây rắc đi kèm theo thì em sẽ hỗ trợ đầy đủ các bác nhé. Nên các bác về các bác chỉ việc chơi thoải mái thôi, đúng không ạ? Các bác chơi vang hay chơi âm đi thì các bác chỉ cần báo cho bên em trước thôi, bên em sẽ hỗ trợ cho mình đầy đủ các bác nhé. Ok. Và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Quang rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Nam Huy các bác nhé. Và ở đây thì hôm nay ở cửa hàng hiện tại thì có một mình em thôi. Em không thể làm được khâu đập hộp cho anh Quang được, đúng không ạ? Đây, nhưng mà bên em vừa nãy em bóc thùng xong các bác nhá. Em vừa bóc thùng xong. Đấy, bên trong nguyên đai nguyên kiện này. Đấy, một mình thì không thể làm được cả đập hộp cả test được, đúng không ạ? Đấy, chỉ test sẵn thôi cho bắt đầu quay video cho các bác. Đấy, đây dây nguồn đặc trưng của cái dòng EV Pro các bác nhá. Đấy, model là vỏ thùng đây có đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, có đầy đủ hết. Đấy, em Minh Phong vừa bóc rồi, đúng không ạ? Ở đây thì con này súp bắt mặt rồi. Bắt 40 các bác nhá. Phân khúc bắt mặt bắt 40. Con này thì các bác chơi trong không gian gia đình 40 đến 45 mét vuông thì rất là tuyệt vời các bác nhá. Đấy, khá là hợp lý đấy. Bên trong sẽ bắt 40 gân cao su này. Đối với tất cả những mẫu bắt gân cao su chứ mà thiên về âm trầm rất là nhiều. Nên các bác chơi con này cực kỳ sướng luôn. Con này đánh cực kỳ tần số đánh cực kỳ sâu các bác nhá. Nếu mà các bác chơi được cái phân khúc như 150 Pro này. Đấy, khá là ok đúng không ạ? Đây sẽ là logo của EV Pro này. Được tích hợp trong này, đúng không ạ? Và đây sẽ là một tem chống hàng giả nhái công ty EV Pro có mã QR ở website các bác nhé. Các bác có thể vào trực tiếp website các bác tra sản phẩm. Đấy. Tiếp theo bên trên này sẽ là một lỗ cọc để các bác có thể chơi những đôi bát 30 hoặc những đôi loa full các bác nhé. Đấy, bên cạnh sẽ là tay cầm rồi để các bác có thể di chuyển các bác nhé. Đằng sau thì là súp điện nay hơi. Các bác có thể chơi được hai nguồn sử dụng chính này. Thứ nhất là nguồn hơi và thứ hai là nguồn điện các bác nhé. Đấy, chơi hơi là như nào? Chơi hơi là khi các bác cắm trực tiếp thẳng nguồn tín hiệu vào e-súp này. Đấy, được thì sẽ vào trực tiếp thẳng bát loa. Các bác có thể chỉnh những nguồn vang hoặc những nguồn đẩy nhà mình. Chơi điện như nào? Chơi điện là khi các bác cắm trực tiếp thẳng nguồn điện 220V vào cái ổ nguồn này. Đấy, bật công tắc bật mở lên. Đợi 2 đến 3 giây thì cái dây màu xanh trên này nhé các bác nhé. Sẽ nhảy lên như thế này, đúng không ạ? Thì này ok. Đấy, chỉnh volume tổng của súp này. Đấy, và tần số của súp đây. Công tắc đảo pha rồi, đúng không ạ? Đấy. Đây là đường tín hiệu lời ra này. Các bác nào chơi vang hay chơi âm ly thì các bác có thể chơi đường lay in các bác nhé. Đấy, và con này thì model 150 Pro phiên bản lưu 2023. Công suất cực đại từ 1000 đến 1500W. Con này thì em đã làm khá nhiều video nội thất cũng như côn từ con này rồi. Các bác có thể tham khảo qua video cũ bên em nhé. Đấy, một tấm tản nhiệt điều thanh. Đấy, quá là chất lượng rồi đúng không ạ? Đấy, và hiện tại thì bên em đang hỗ trợ với mẫu súp này thì chỉ còn có 4.600.000 đồng thôi các bác nhé. Đấy, bao phí ship code toàn quốc rồi. Đấy, các bác đang quan tâm đến dòng sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên em tư vấn và đàn các bác nhé. Đấy, và ngay bây giờ thì bên em sẽ tiến hành test chất lượng thanh của cục súp này trước khi gửi đi cho anh Quang các bác nhé. Hiện tại thì ở cửa hàng bên em làm có một mình thôi nên là bên em phải nhanh chóng để đóng hàng để gửi đi cho kịp tiến độ các bác nhé. Ok, tiến hành test qua chất âm nhé. Tranh thủ ít thời gian để làm chương trình những bác thôi. Sẽ cho tần số to hơn này. Ok. Ok, vừa rồi các bác được cảm nhận qua chất âm về cục súp 150 Pro rồi các bác nhé. Đấy, và hiện tại thì bên đang hỗ trợ chỉ còn 4.600.000 đồng thôi. Đấy, thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Quang rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Nam Huy. Đấy, các bác đang quan tâm về dòng sản phẩm này thì các bác thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.